Đây các bạn, mình vô tình anh em mình đi bắt cua gặp cái cảnh này các bạn này. Cảnh này con rắn bông súng à. Bông súng nhỏ xíu à, mình nó ăn con cá rồi này. Nó bắt được con cá nó ăn. Thấy không ta? Đây này, con cá rồi này. Đó, mình ăn nó ăn. Đó. Nó không nhả luôn rồi nha. Con cá vẫn sống. Đây con súng gì nữa vậy? Nó ăn con cá vẫn còn sống luôn rồi. Không nhả luôn hả? Không nhả nè. Đi ghê vậy? Lì ghê rồi đó. Con rắn nè. Để sẽ mấy xác luôn mà. Bạn thấy không? Không chạy luôn hả? Nó ăn cá này, cái đầu nó ngậm cá đó. Ghê không? Trời ơi. Đây. Mẹ mày gỡ cái này ra đây. Đi ra. Gỡ dây với anh. Khỏi cái cây. Để tôi quay rõ cho các bạn xem ơi. Cái cây phải không? Khỏi cái cây. Khỏi cái cây. Ồ. Rắn mà bắt được cá là đúng ghê luôn á. Nè. Cái chừng nó tay mất. Nó không ngậm cái đầu nó khiếp khiêu hả? Cái đầu nhỏ xíu hả? Rắn mong chúng cái đầu nhỏ. Vậy mà nó không chạy luôn á, nó ham mồi ghê luôn chung. Đó các bạn này thấy nè. Quá ham mồi luôn. Đó, nó ngậm con cá này. Đó, nó bơi đi đó. Đó, nó bơi đi chung rồi. Bơi đâu hả? Bơi đi. Kéo vô luôn hả? Kéo vô đây nè. Không nhả, nó nhả mồi. Không nhả luôn. Gì? Đó nè. Con rắn này mà. Nó bắt con cá, nó ăn con cá. Ý. Đó, nó đang bò đi đó. Lì ghê. Không nhả luôn. Không nhả luôn. Đó. Cái nó lôi ra lại nè. Nó đang mút nè. Ôi cảnh này là hiếm lắm mà nha. Cái cảnh này không phải gì, phải dễ có. Nuốt. Để mình quay bữa nay coi nó nuốt con cá như thế nào. Cỏ không à. Nước nãy đi trên kia nước đục á. Quá đục. Ôi nó rút vô rồi, rút vô rồi. Đúng rồi. Nó rút vô. Con cá vẫn còn nè. Động động quá. Nè đó, các bạn thấy nó ăn nè. Cái cảnh này hiếm lắm mà nha, không có đâu. Vô tình bắt gặp được rồi nha. Nó nuốt con cá. Trời, cái đầu như xíu mà nuốt con cá hết rồi. Cá càng dằn. Cá thì bá luôn mà nó nuốt rồi. Đó bạn này. Trời ơi. Đó. Ồ, nó nuốt rồi. Đó bạn thấy nè. Đó. Đó. Nó nuốt con cá các bạn thấy không. Nó rút vô. Mình nó tuốt. Ấy da. Rồi. Cái mình nó tốt trong kia nè. Nó rút vô đó các bạn. Đó, đó các bạn thấy nè. Rồi nó nuốt con cá còn xong rồi. Ghê vậy? Ừ. Nó cái đầu khiếu khiêu một cá. Cái đó rồi nuốt luôn. Rồi nuốt con cá nè. Cảnh này hiếm gặp lắm nè. Rồi. Nuốt chửng luôn. Nuốt luôn rồi. Nó đâu rồi? Đây, nuốt con cá được rồi. Bắt được các bạn ơi. Đó các bạn. Không, nó bắt được nhiều con lắm rồi. Nuốt nhiều con lắm rồi đó. Cầm ở chung. Cầm cái đuôi nó nè. Đây. Đấy. Rồi các bạn nè, nó nuốt chắc nãy là nuốt 2-3 con rồi đó. Đó cái ức nó vẫn còn các bạn nha. Rắn này gọi là rắn bông súng rồi, phải không? Ừ, rắn bông súng. Thả đi chứ làm gì hả? Xíu làm gì. Trời, nó nuốt 2-3 con các bạn nè. Vô tình là anh em mình đi cái là thấy nó bắt con cá, mà cái cảnh mà lúc mà bắt con cá là mình thấy nó bay tới nó đang trình trình mà nó phóng tới nó chụp con cá được hay luôn, đúng hay ghê luôn á. À, ghê. Ồ, nó bò đi đó. Đi bắt nữa đi con nha.
Vô tình, cảnh này vô tình nha các bạn nha, chứ không không có dễ gì mà thấy cái cảnh này đâu. Thôi mình xin dừng clip đây các bạn nha.